Từ lúc tôi 52, 53 tuổi á, đầu là có cái hiện tượng là đau nhức xương khớp tay, khớp chân, khớp gối. Ngồi xuống đứng dậy đi không được. Ngủ nửa đêm đó nha, đau cũng đau nhức, nằm một bên cũng đau. Mà nằm co cái chân lại nó cũng đau. Uống thuốc này thuốc kia, rồi châm cứu nè, rồi cả đi vật lý trị liệu cũng không thấy giảm gì hết. Cơ duyên gặp cháu làm ở thành phố á, tôi giới thiệu là cái sản phẩm là Z á, uống nay là 2 tháng rồi, thấy nó có tiến triển rất tốt, nó có giảm đau, giảm dần dần, đi đứng nó dễ dàng hơn, chân tay cũng nhẹ nhõm lắm, mà cử động rất là thoải mái, ngủ thì rất ngon. Công việc trong gia đình thì làm đồ đi tới đi lui ha, nấu nướng đi vô bếp đứng lâu chừng nào cũng không có sao hết. Cơ quan cũng tổ chức đi du lịch leo núi đồ đồ, là tôi cũng nhờ sản phẩm này đi rất là thoải mái, rất là khỏe, nói chung là tôi rất là tự tin. Jet thế mới đã đồng hành cùng hàng triệu khách hàng giảm đau nhức xương khớp, vận động dễ dàng. Mua Jet tại hơn 25.000 nhà thuốc trên toàn quốc hoặc website